Vâng, cuối cùng xin chào toàn thể tất cả bác nhé. Thì tiếp theo video thì bên em lên cho tất cả bác con rê Onkyo nha bác nhé. Thì tìm kiếm dữ lắm thì mới có một con rê Onkyo B308 nha bác. Hôm trước thì bên em có về là hai con bao 508 của Onkyo, và hai con thì cũng đã có chủ hết rồi. Thì trước là có một bác khách mua bên em một con bao thì cũng có bảo em tìm một con rê Onkyo 308 đấy, nhưng mà do là quá trình Zalo nhiều nên thì khách hàng nó trôi đi thì em không có tìm lại được. Thì bác khách có nào hôm trước có mua em con 508 thì có cần thì liên hệ lại em nhé. Đấy, con Onkyo 308 hàng đẹp keng nha bác nhé, đẹp keng đây bác nhé. Đấy, quá đẹp, quá xuất sắc luôn bác. Chân chính con này thì cực kỳ là hay, những đời này thì nó rề nó rất là hay nha bác. Đấy, không như đời 306 trơn, 306 trơn thì con rề nó tiếng rất là khô, nó không hay. Nhưng mà những cái đời từ 306 RS thì chơi lên đó, để chót của 506 đó, thì tiếng nó sẽ hay hơn rất nhiều. Đấy, đăng cấp nhiều nhá. Dòng này thì cực kỳ là đẹp luôn. Volume chân chính đường tín hiệu vào, chính volume thì chính kênh thì bát chép thì chính phía phòng bên trong này. Phòng bên trong nhiều quá nhá. Đây. Thì tất cả các chức năng này ở bên trong, output, mono, stereo rồi bát chép. Đấy. Nói chung là tất cả thì nằm ở bên trong này, còn ngoài là đèn, nguồn, volume chức áp chân chính và tem đồng B308 Onkyo. Thì dòng này thì nó có hồi gỗ nha. Thì nói chung là nó một size với là 508 đồng bộ nó nha bác nha. Đấy, hồi gỗ thì đẹp keng nha. Rất không một mốt méo hay là cắn cạnh nào bác nha. Hồi gỗ đẹp keng. Rề thì nó về nó có catalog luôn bác nhé, có cả catalog. Đấy, có cả catalog. Đó là nắp nó rất đẹp luôn, không một cái xước luôn, không một cái xước nhé. Đây thì bác nhìn vào ruột gan của nó này, ruột gan con rề như thế này bảo không hay sao được. Đấy, quá là linh kiện này cực kỳ là chắc, quá ok luôn nha. Đấy, cực kỳ là chất lượng nha bác nhé. Đây bác. Đây. Phía sau thì tất cả các tín hiệu đầu vào, thường là vào thì nó sẽ được mạ đồng các bác nhé, mạ đồng. Để, thứ nhất là để tiếp nối tín hiệu tốt, chống nhiễu, đấy, chống nhiễu nha bác nhé. Hay đường CD ra thì ta sẽ có đường output. Output ra thì nó sẽ có hai đường, đường 1 và đường 2 nha bác nhé. Đường 2 này các bác muốn chơi thì các bác rút cái cổng chữ U này ra. Đấy. Onkyo 308 in Japan, 100V 22W nha bác nhé. Đấy. Tất cả là riêng nguyên bản. Hoạt động hoàn hảo nha bác. Hàng đẹp kê. Thì con này thì có giá là 12 triệu nha bác nhé. Con rề này có giá là 12 triệu nha bác nhé. Còn nguyên catalog này, rất đẹp luôn nha bác. Đấy. Giá của những con rề này thì không rẻ đâu bác, không rẻ nhé, giá là 12 triệu. Giá bên em đã bao cước và tặng kèm cho các bác là một bộ dây. Hàng cực kỳ là đẹp và chất lượng nha. Các bác nào có nhu cầu mua sắm dòng Onkyo B308, các bác nào con bao 508 rồi mà chưa có rề đồng bộ thì các bác alo cho em nha. Rồi, mỗi chi tiết mua hàng các bác liên hệ cho phòng qua số điện thoại trên tấm biển màn hình. Kết bạn Zalo, Facebook qua số 07 07 nha bác nhé. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả bác ở những video tuần sau.